Xin chào, có phải bạn là người thông minh không? Hãy cùng kế thừa thú vị kiểm tra trí thông minh của bạn trong video ngày hôm nay nhé. Nếu ngày còn đi học, bạn học giỏi thì đương nhiên bạn là người thông minh. Thế nhưng nếu bạn đội sổ lúc nào điểm cũng cao nhất lớp từ dưới lên thì bạn có phải ngu không? Chưa chắc, tại sao lại chưa chắc? Học dốt mà không ngu sao? Muốn trả lời được câu hỏi này, chúng ta phải làm rõ thế nào mới được coi là thông minh. Trước giờ chúng ta thường ngầm hiểu với nhau rằng những người có tư duy nhanh và logic, bộ não có thể xử lý được nhiều vấn đề phức tạp thì đó là người thông minh. Ví dụ như những bạn nào học giỏi toán thì đó là người thông minh. Những ông nào dùng luật cãi thắng được cảnh sát giao thông thì là người thông minh. Hay những người nào phát minh ra được nhiều đồ có ích cho cuộc sống thì cũng là người thông minh. Thế nhưng một nhà khoa học có tên là Howard Gardner lại có một cái nhìn rất khác về sự thông minh. Ông đã đặt câu hỏi, vừa thế ông Beethoven có thể sáng tác ra những bài hát đi vào lịch sử thì có phải người thông minh không? Cầu thủ bóng đá lừng danh thế giới nhưng không biết tính diện tích hình thang thì có phải người thông minh không? Rồi đầu bếp giỏi nhất thế giới nhưng không biết giải phương trình bậc 2 thì liệu đó có phải là ông ấy ngu? Sau khi đặt vấn đề, nhà khoa học Gardner đã bắt tay vào nghiên cứu và ông đưa ra kết luận rằng chúng ta có rất nhiều thể loại thông minh, chứ không phải chỉ có học giỏi toán mới là thông minh. Càng không phải chỉ có chỉ số IQ cao mới là thông minh. Vì suy cho cùng, đó cũng chỉ là đánh giá khả năng tư duy logic và nó không thể hiện đầy đủ sự thông minh của một con người. Nó giống như việc bắt con cá leo cây, nó không leo được thì bảo nó ngu. Bắt con khỉ học bơi, nó không bơi được thì bảo nó ngu. Không phải như vậy. Giáo sư Gardner cho rằng chúng ta có nhiều loại trí thông minh mà tư duy logic chỉ là một trong số chúng. Vậy những loại trí thông minh đó bao gồm những gì? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. Kiểu trí thông minh đầu tiên đó là thông minh về tư duy logic toán học. Đây chính là kiểu thông minh truyền thống mà chúng ta xem là duy nhất. Những người có trí thông minh logic đương nhiên sẽ tư duy rất chặt chẽ, học giỏi toán, giỏi luật hay giỏi lập trình. Đầu óc của họ có thể kết hợp những dữ kiện có sẵn để suy luận ra những điều mới mẻ hơn. Những người này thường có chỉ số IQ rất cao vì đơn giản IQ là bài kiểm tra tư duy logic, đương nhiên sẽ phù hợp với những người có trí thông minh logic như thế này. Rồi, chúng ta sẽ đến với kiểu thông minh thứ hai, đó là thông minh về không gian. Đây là kiểu thông minh mà người ta rất rõ hình dung về không gian ba chiều. Ví dụ như một cái nhà mà bỏ cái mái đi, trông nó sẽ như thế nào? Chưa chắc bạn đã hình dung ra, nhưng những người có kiểu thông minh về không gian thì mọi thứ đã rõ trong đầu họ. Và đại diện tiêu biểu cho nhóm người này là những người kiến trúc sư, những họa sĩ vẽ hình 3D trông y như thật. Thứ ba là trí thông minh về ngôn ngữ. Học sinh giỏi văn có phải thông minh không? Nếu như theo cách định nghĩa cũ thì câu trả lời có vẻ là không. Nhưng thực ra, giỏi văn thuộc nhóm thông minh về ngôn ngữ. Đây là kiểu thông minh mà một người sẽ rất giỏi trong việc sử dụng câu từ, giỏi diễn đạt cho người khác hiểu. Ví dụ nổi bật của nhóm này là những người dẫn chương trình hay nhà báo, nhà văn. Các bạn thấy, họ có thể nói liên tục mà không bị ngập ngừng, còn chúng ta đôi khi dặn mãi chẳng ra được chữ nào. Thứ tư là trí thông minh về âm nhạc. Những người sở hữu trí thông minh này thì sẽ có khả năng cảm thụ nhịp điệu rất giỏi và thường sẽ hát hay hoặc sáng tác giỏi. Đương nhiên là hát thì ngoài trí thông minh cũng cần có chất giọng tốt, nhưng nhiều người có giọng tốt mà hát chưa chắc đã hay là vì họ không thể cảm nhận được âm nhạc. Thứ năm là trí thông minh thể chất. Đây là những người rất giỏi vận động, trên bảo cái là dưới nghe luôn. Họ có thể điều khiển tay chân và cơ thể rất linh hoạt, đồng thời cảm nhận tốt những chuyển động xung quanh để đưa ra những phản xạ phù hợp. Những người có trí thông minh này là những người đá bóng giỏi, lái xe tốc độ bàn thờ nhưng luôn tránh được bát hương hay nhảy rất đẹp. Và có vẻ như những người này thì thường không giỏi làm toán. Thứ sáu là thông minh về giao tiếp. Những người có trí thông minh này khi giao tiếp sẽ rất tinh tế, để ý từng chi tiết nhỏ nhặt và cảm nhận được thái độ, suy nghĩ của đối phương. Nhờ đó họ sẽ biết cách làm thế nào để đối phương hài lòng. Những người có trí thông minh này sẽ rất giỏi trong việc bán hàng hoặc làm chính trị. Thứ bảy là thông minh nội tâm. Đây là những người có thể đánh giá tốt về bản thân. Nếu bạn nghĩ rằng thế này mà cũng được xem là thông minh à? Thì hãy nhớ rằng có rất nhiều người đánh giá sai về bản thân mình, không hiểu được bản thân mình muốn gì, nghĩ gì, mình là ai. Chính vì vậy, hiểu được bản thân cũng là một loại thông minh. Còn cái thứ 8 là thông minh về thiên nhiên, tức là những người yêu và quan tâm đến thiên nhiên. Có nhiều người đang phản đối loại thông minh cuối cùng này vì cho rằng đó chỉ là sở thích cá nhân. Như vậy, mỗi người có một hoặc một vài loại trí thông minh trong 8 loại dưới đây.
Thế nên, nếu bắt ai cũng phải giỏi toán, lấy thước đo logic để đo trí thông minh của tất cả mọi người, thì đó sẽ là một sai lầm nghiêm trọng. Vì nếu bạn nói với một đứa trẻ rằng nó rất ngu vì không biết làm toán, thì bạn đã vô tình làm tổn thương và thậm chí hủy hoại cả tương lai của nó. Trong thế giới hiện đại, dù giỏi tư duy logic hay giỏi ca hát, giỏi đọc nội tâm hay giỏi bóng đá thì đều quan trọng như nhau, đều mang lại giá trị cho xã hội và kiếm được nhiều tiền. Thế nên, các bạn đừng đánh giá bản thân mình hay người khác có ngu hay không chỉ qua việc họ có giỏi toán hay không, học hành tiếp thu có nhanh hay không. Vì rõ ràng không có con cá nào giỏi leo cây, cho nên bạn phải xác định được mình là con cá hay con khỉ hay con gì khác. Hãy tìm ra đúng kiểu thông minh của mình và vận dụng nó để tạo ra giá trị cho xã hội. Hãy nhìn mấy anh đa cấp 4.0, các anh đã vận dụng trí thông minh giao tiếp để lùa gà, kiếm được rất nhiều tiền. Mong các bạn đừng như anh ấy. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.